Thưa chuyên gia Lê Thị Hải, hiện nay thì những căn bệnh về tim mạch khá là phổ biến. Vậy thì chuyên gia có thể cho khán giả biết là có những dạng bệnh tim mạch như thế nào và với từng cái loại bệnh như vậy thì bệnh nhân có thể gặp phải biến chứng gì và quá trình điều trị thì có gặp khó khăn gì không ạ? Khi nói đến bệnh tim mạch thì ở đây thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta nói về các bệnh liên quan đến tim và thứ hai là liên quan đến các mạch máu. Thông thường phổ biến nhất, đặc biệt là đối với người cao tuổi thì chúng ta được biết là bây giờ cái bệnh tim mạch mà chúng ta hay gặp nhất đầu tiên đó là bệnh mạch vành. Bệnh mạch vành ở đây thì có nghĩa là ví dụ như chúng ta gặp cái tình trạng xơ vữa động mạch chẳng hạn, những cái mảng bám đấy nó làm cho cái động mạch nó chít hẹp lại, thế bị nhẹ thì chúng ta thiếu máu cơ tim cục bộ, thế thì chúng ta bị có những cái cơn đau thắt ngực thoáng qua. Thế còn trong trường hợp nặng mà nó gặp một cái mảng xơ vữa nó nặng hơn, nó tắc, hay là thậm chí những cái mảng xơ vữa nó chẳng may mà nó bị bong ra đấy, nó làm gây bít tắc hẳn cả một cái động mạch vành ấy, thì làm cho máu nó không vào nuôi dưỡng cơ tim được thì cơ tim sẽ bị hoại tử, và hoại tử cơ tim chính là bệnh nhồi máu cơ tim. Mà rất nhiều những trường hợp đột quỵ, cái thứ hai hàng đầu thì nói là cái bệnh tình trạng cao huyết áp. Thì cái nguyên nhân dẫn đến tăng huyết áp thì chúng ta biết là tăng huyết áp là gì, tăng huyết áp là tức là cái áp lực của động mạch ấy nó lớn, nó cao, thì lúc giờ tim nó phải bơm một cái áp lực rất lớn, mà cái áp lực ấy nó tác động lên động mạch. Mà khi chúng ta đo huyết áp và cái chỉ số huyết áp sẽ nói lên cái tình trạng đó người bị cao huyết áp hay không. Cái thứ ba nữa là chúng ta hay nói đến nhất là cái cục máu đông hay là cái huyết khối khối tắc. Thì cục máu đông, huyết khối khối tắc ở đây thì có rất là nguyên nhân, có thể do cái quá trình viêm nhiễm, cái xác chết của các cái bạch cầu thứ nó tạo thành những cái khối máu tụ, nó làm cho tạo thành cái cục máu đông ở trong lòng mạch. Thì đấy là những cái bệnh lý mà rất là phổ biến. Và chúng ta được biết là khi mà điều trị những cái bệnh này cũng rất là vất vả và khó khăn. Thế chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ là cái vấn đề bệnh tim mạch ở đây làm sao mà chúng ta phòng ngừa để chúng ta tránh được cái tình trạng xơ vữa động mạch đấy, tránh được cái tình trạng tăng huyết áp, hay là tránh được những cái tình trạng ấy, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa, phòng ngừa những cái bệnh nguy hiểm có thể gây đột quỵ. Như vậy là chúng ta thấy rằng là những cái căn bệnh về tim mạch cực kỳ là nguy hiểm. Và trở lại với phóng sự ở phần đầu chương trình chúng ta đã xem, thì ở trong đó thì nhân vật cũng có một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng có chung câu hỏi như vậy, đó là vai trò của omega 3 như thế nào đối với bệnh lý về tim mạch nói riêng cũng như là sức khỏe nói chung ạ. Hiện nay rất nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được cái vai trò của axit béo omega 3, nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với các bệnh về tim mạch. Thứ nhất ấy, là như tôi đã nói rồi, tất cả những cái bệnh lý ví dụ như xơ vữa động mạch rồi tăng huyết áp thì đều là nguyên nhân là do cái mảng xơ vữa nó gây nên. Thế thì cái mảng xơ vữa này thì bản chất của nó chính là cholesterol. Cái omega 3 này thì nó có tác dụng là nó làm giảm cái cholesterol trong máu, đặc biệt là giảm cholesterol xấu, tức là LDL. Thế chính vì thế nên nó làm giảm mỡ máu nói chung, làm giảm cả triglyceride trung tính là cái mỡ trung tính nữa, cho nên nó sẽ tránh được cái tình trạng xơ vữa động mạch. Cái thứ hai nữa là cũng chính vì là nó làm giảm được cái lượng cholesterol trong máu, cho nên là nó cũng tác dụng làm hạ huyết áp. Thế cho nên tất cả những người mà bị tăng huyết áp, nếu chúng ta bổ sung thường xuyên cái này thì nó cũng có tác dụng làm giảm huyết áp rất là nhiều. Và cái cơ chế tác dụng thứ ba của cái omega 3 này đối với bệnh nhân tim mạch ấy, tức là nó giảm các cái huyết khối và cái cục máu đông. Thế và ngoài ra ấy, thì đối với tác dụng về tim mạch nữa thì người ta còn thấy omega 3 nó còn có rất nhiều những tác dụng khác nữa. Ví dụ như đối với não bộ này, nó làm tăng cái dẫn truyền thần kinh này, làm tăng trí nhớ này, ví dụ rất tốt cho những người già bị suy giảm trí nhớ, như bệnh Alzheimer. Thế rồi với trẻ em chẳng hạn thì cũng có tác dụng tăng cường trí não, giúp cho các cháu học hành tốt hơn. Rồi đặc biệt là nó quan trọng nữa là nó có tác dụng với mắt nữa, tốt cho những người mà bị khô mắt, mỏi mắt, hay những người có cái bệnh lý về mắt. Không những người già đâu mà tôi nghĩ là omega 3 nó cần thiết cho tất cả mọi người.